Lên Long xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2012 và bây giờ Lên Long hiện đang có mặt trước siêu thị Phú Cường. Thưa quý vị, siêu thị Phú Cường hôm nay sẽ chính thức khai trương tại một cái địa điểm mới cũng nằm trên đường Dorchester thuộc thành phố Dorchester của quý vị, với một cái diện tích siêu thị khá lớn. Có thể nói rằng là lớn hơn tất cả các cái siêu thị người Việt Nam Á Đông tại thành phố Dorchester, và với rất là nhiều chỗ đậu xe rộng rãi để quý đồng hương có thể đến đây mua sắm thực phẩm Á Đông một cách thoải mái. Và hôm nay là ngày lễ khai trương vui mừng của siêu thị Phú Cường, và bây giờ Lên Long xin gửi đến quý vị những hình ảnh sau đây. Quý vị, luôn tiện có nghị viên thành phố Frank Baker đến đây để cùng chung vui trong buổi khai trương tiệm Phú Cường. Good morning, how are you? Very good, very good. What do you think of the store? Oh, it's great, it's great. Well, this building here has been abandoned. Well, not abandoned, but nobody in here for years. So to bring some life back to this area of Dorchester Ave is great for us. Now, I know that you are here for the grand opening, but have you done your grocery shopping yet? No, I have not. It's kind of busy in there right now. Are you planning to, though? I will, yes. Okay. I'm assuming you love Asian food also, right? I do. Like you said earlier, this building was an abandoned building, and they revived this place. So what do you think the Phú Cường market would take the effect on the community overall? Well, hopefully, you know, just become a place where life is. You know, you have to have life on these corners. The streets in behind, it was always dark, and, you know, different crimes going on. So to just provide life to the neighborhoods, and you know, the Vietnamese community is here, and it's thriving. So it's just great for Dorchester. All right, thank you so much. Thank you. Dorchester, doing your business here. Your success here is a success for Dorchester. Thank you very much. You're a good man. Vâng, và kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi hiện đang có mặt trong siêu thị. Như quý vị cũng thấy rằng là rất là nhiều đồng hương của chúng ta đến đây để mua sắm thực phẩm, cũng là cái mùa năm mới sắp đến. Thưa quý vị, thì cái không khí cũng rất là nhộn nhịp và bên trong rất là rộng rãi, có đủ các cái món thức ăn thực phẩm Việt Nam, từ các loại trái cây, nước mắm như là gạo và mì như và tiếp chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những cái gian hàng hiện đang có tại siêu thị ở Phú Cường. This grand opening today, so I cannot ignore to tell you that he did help me every step of the way until today. So sometimes I think it's impossible, but he made it possible for me. So if you believe in him, he can do great things, incredible things. So I have come to learn that the goodness of the Lord Jesus Christ, and from the sinner as I am, he make me a better person. So thank you, the Lord, the mighty Lord. Thank you. And now I also want to thank my dear friend, Kim Un Chi. Where is he? Please come. Please come. Okay. Thank you, Kim. Okay. So Kim is the lawyer, the accountant, and a project manager, and a dear friend. Literally, I can call him in the middle of the night, and he answered the phone. So he's great. So he solved all the problems that I have with this project. So you are great. Thank you so much, Kim. And I cannot say enough to thank you. So you are incredible. Thank you. And I also would like to thank his firm, Hung Pham, and Melissa, and all his staff. And now I would like to thank the construction crew, Frank Chen. Please put your hand up, okay? And Ed Weber, put your hand up. Ed Weber, David Nguyen, Jeff Rango is here. Okay, he is in the back. Paul Donahue,
Greg Donahue, Muzi, and finally, Bill Christopher, please put your hand up. I would like to thank all elected officials, Congressman Marty Walsh. Give him a big hand. CD Councilor Frank Baker. Thank you. And I know the mayor, if he is not sick, he will come today to cut the ribbon. So we pray for him and we wish him the best and the speedy recovery. Okay, and then from the church, I would like to thank Father King. Father King. Father He, Father Chen. Thank you so much for coming, all the Father. Thank you. The neighbor and the Seven Hill community. I would like to thank Miss Sandra from Seven Hill Apartment. Probably she come later today. Vâng, và thưa quý vị, cũng không thiếu đó là hôm nay chúng tôi cũng rất là may mắn có đôi phút để trò chuyện với anh Khiết, là chủ nhân của siêu thị Phú Cường. Thì trước hết chào anh. Dạ, xin chào anh và chào tất cả khán giả đài SPTN. Vâng, thưa anh, thì trước hết thì em cũng xin được chúc mừng cái ngày khai trương thật là tân bần của siêu thị Phú Cường. Thì xin anh có thể có đôi lời chia sẻ cũng như là chúc mừng đến quý khán giả đang xem đài cũng như là quý đồng hương của chúng ta trong những năm vừa qua. Yeah. Xin hôm nay là ngày khai trương của chợ mới Phú Cường. Tiện thể ngày hôm nay chúng tôi cũng thành thật cảm ơn tất cả quý khách đã ủng hộ chợ Phú Cường trong suốt nhiều năm qua. Và nhờ sự ủng hộ của quý khách mà chợ Phú Cường mới có một ngôi chợ khang trang để phục vụ cộng đồng Việt Nam ở Dorchester này. Và cảm ơn quý khách đã cho chúng tôi có một cơ hội để phục vụ quý vị trong những năm tháng kế tiếp và trong cái chợ, ngôi chợ của người Việt Nam đầu tiên ở vùng Đông Bắc này. Thành thật cảm ơn quý vị. I want to thank this man right here who put his time and effort, his money, his prayers, his blood, his sweat, his tears and everything into this project. You deserve a round of applause. I wish you all the best luck, and I also want to thank Citizens Bank and the contractor for your time and effort in this beautiful building. You guys did a great job here. I want to thank your attorney, and I want to thank all of you, the neighbors in Dorchester, and those of you that don't live here. This is important to all of us because this shows an investment in our neighborhood, in our community. And I don't know, I grew up in this neighborhood, and I remember this building forever being empty. And Buddy Christopher, the architect, gave us the history of the building. And it's nice to see life. And it's nice to see, as your lawyer said, I forgot your name, I'm sorry. Kim, this is about the kids and the future generations. So I want to thank you, Kit, for your devotion, your commitment, and wish you all the best of luck. Thank you very much. Thank you, Mr. Walsh. Next, we'd like to introduce Mr. Minh Nguyen. Vietnamese, President of Vietnamese Community of Massachusetts, say a few words. Kính thưa quý vị, xin đại diện cho Tổ chức Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts chúc mừng anh Khiết và quý vị hợp tác, cũng như là một cái niềm hãnh diện cho cộng đồng chúng ta. Như quý vị người Mỹ nói đó là anh Khiết đã biến cái building đổ nát trở thành một cái ngôi chợ khang sang, và từ đó mang lại niềm hãnh diện cho cộng đồng cũng như mang công ăn việc làm cho đồng hương mình. Chúng tôi xin chân thành chúc mừng. Ladies and gentlemen, on behalf of the Vietnamese American community, we congratulate Mr. Khiết and his partner build this market from a very, very unused background. You heard on about it. And Khiết become the owner and also bring job and opportunity to the neighborhood and make the neighborhood a better place for us. Congratulations, Khiết. Kính thưa các chú, các cô, các bác, kính thưa quý vị quan khách và các bạn thân hữu. Trước tiên con xin cảm ơn Thượng Đế đã giúp con có ngày hôm nay
không có ngài con sẽ không có buổi grand opening hôm nay. Và con xác tín rằng ngài đã đi với con trong tất cả các chặng đường khó khăn nhất của con. Xin con cảm ơn Chúa Giêsu. Và con cũng xin cảm ơn tất cả những người hiện diện ở đây, tất cả những quan khách đã ủng hộ con trong 10 năm qua. Và con cũng cảm ơn quý khách đã cho con một cơ hội nữa để phục vụ quý khách trong những năm tới và trong cái sự mới này. Con xin thành thật cảm ơn. Cảm ơn. Now I'd like to introduce Kim Wontan. Just say a few words with us. Good morning. Thank you all for coming for the grand opening of Tokyo Supermarket. My name is Kim Wontan. I am an attorney and the CPA working for Camdor and Associates. We are located in Randolph, Massachusetts. We have here managing principal Mr. Hong Tamdo here. Mr. Tran has been with us for many, many years. We are so proud to be part of his success and accomplishment. Of course, I mean, this construction, this store, we have a long history, long journey, and we had so many hurdles. One of the other was dealing with the contaminated soil. The place where you stand right now, all contaminated. When we started digging, we found a huge, huge oil tank. That tank was as big as a train, locomotive, 10,000 gallons. When we pulled the tank, we found a hole in the bottom of the tank. Oil had been leaking for 30 years. Entire area was contaminated. Mr. Tran spent his own money, more than $500,000, to clean the contaminated soil. We transported all the soil to Maine. And then we achieved the status of no significant risk, meaning the land, we sold the land as good as the original land. Và sau cùng chúng tôi xin kính chúc quý khách một năm mới, năm 2013, một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, một lần nữa Lên Long xin cảm ơn quý vị đã theo dõi những hình ảnh trong buổi lễ khai trương của siêu thị Phú Cường. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.